Kim ơi, Kim lên đây đứng đi. Chị ăn cơm ăn. Ngồi lên con. Nè bể trứng, bể trứng, bể trứng. Không lấy chân thừa trứng hết chưa. Đây dĩa của con đây. Ken. Đây này dĩa của con đây. Lên đây ngồi. Ken. Ken hư quá. Dính tay chì ra từng lâm hết. Ken.
Món cơm chiên nha. Tiên thì sẽ móc ra to. Ngon con. Dễ con hả? Cái năng không? Cái này. Cái năng rồi. Em bỏ kem ra. Chị chiên cơm ngon không? Ken nó cứ đi đâu mà nó không chịu ăn, đi ra đi vô rồi ta.